Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Buổi trưa hôm nay thì ở một con năm khá là đông khán giả đến viếng nè cô chú anh chị. Sáng giờ thì rất là đông cô chú anh chị đến viếng luôn. Giờ thì trời cũng hơi nắng nắng nè cô chú anh chị. Khán giả tự nhiên khán giả đến viếng quá trời luôn. Mình sẽ đứng ở đây thì dễ quan sát cô chú anh chị ha. Đứng gần đây dễ quan sát. Hôm nay mộ của cầu năm có rất là nhiều hoa, hoa rất đẹp luôn chú chị. Con mình vừa đến vừa thắp hương xong thấy không có gì được. Hai mấy cô. Dạ, cô chào các cô ha. Tiếp tục đây, chúng ta để vô nè. Nhưng mà hôm nay mình có cái việc gì đó. Chùa đó là chùa gì ha? Chùa Hiên Hậu là Bình Dương. Chùa Bà đó. Chùa Bà Bình Dương. Mới đi chùa Bà Bình Dương về ha. Dạ đúng. Bên kia là cô bắp 3-5 và Tài đang đứng ngay đầu mộ của cậu Năm cô chú anh chị. Em này cũng đứng ngay chỗ này dễ quan sát ha cô chú anh chị ha. Sáng nhìn bên này khán giả đến khá là đông luôn. Ngày nào cũng coi, từ ngày Vũ Linh mất tới trước ngày nào cũng coi hết, coi ngày coi đêm luôn. Ừ, đi mừng thôi, ở gì ở không mình cứ coi hoài coi YouTube nè. Thấy mặt quen quá, đây là biết hết trơn rồi. Còn cái ông gì mà nói là ông nói là ông anh của ông gì anh của ông gì đại đấy, nhí chú này đang nói chú Thành à, ông nói là ông anh em bà con chú ở đâu chú? Ở cái bè Tiền Giang à. Chú này ở cái bè Tiền Giang con chú chị. Chú này nắng quá à, ông Rồng á cô chú anh chị. Ông Rồng ở bên này nè. Ở ngoài cổng mình đi vào á thì ông Rồng này ổng nhiều hoa hơn nha. Nhiều hoa. À, cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều hoa ha. Ở trên đầu cũng vậy nè. Còn cái ông Rồng ở bên bên tay trái nè, ít hoa ha cô chú anh chị ha. Rất là ít hoa luôn. Không biết sao ha. Sao không ít hoa vậy ta? Nhìn ổng ốm hơn nè cô chú anh chị. Ít hoa nhìn ốm hơn. Ông bên đây nhiều hoa nhìn mập hơn. Thì mấy cô chú thì cũng thắp nhang cho cô Thanh Kim Huệ. Mấy cô đi viếng chùa xong rồi ghé viếng mộ cô Năm luôn cô chú anh chị.
ngày hôm nay thật sự là rất là đông khán giả đến viếng cậu Năm luôn, rất là đông từ sáng đến giờ luôn. Cái dù của chỉnh lại cái quay lại đúng rồi cô ấy đúng rồi, cảm ơn cô nhờ có như chú vậy thì cô đang chụp hình lưu niệm với cậu Năm với con chú anh chị ơi. Bà con bây giờ đang chụp hình ha. Anh là nguyên đoàn mình lên mình chụp hình luôn một tấm nhà mình lên chụp chị ba chị tư má hai má sáu chị hai chị ba má tư má sáu hôm nay thì mỗi cậu Năm bàn thờ của cậu Năm có rất là nhiều hoa luôn các chú anh chị. Hoa, hai cái bình hoa to rồi. Dạ dạ. Thì sáng nay chị sáng nay có anh có chị cũng phải ta. Chị gì tự nhiên nói em quên là ta hồi sáng chị có cúng gửi cúng cho cậu Năm một mâm con trai của chúng ta. Thành phố qua đây nữa. Dạ, bữa ấy cũng con về bằng xe ba, con về Trà Vinh. Trà Vinh xa nữa, Tiền Giang chứ không xuất trên này rồi. Đông hơn con chung chị ha. Rồi cô bên đây cô dịch con nha. Rồi sao mà không chụp luôn bây chú đang thắp hương cho cậu Năm cô chú chị. Chúc năm cho cậu Năm. Mấy cô chú ở cái bè Tiền Giang lên đó cô chú anh chị. Từ cái bè lên đây thì cũng khá là xa nha. Xa lắm luôn á. Ví dụ như anh ta hát bên ca lương á, bên Hào Quảng đó, nó tại Hào Lương. Anh Năm với bên này hát thì đúng, ca sĩ thì nói là bên cái ca lương thì thôi, ông xung hợp rồi, là ông Hoàng ca lương mà, Hào Quảng mà ông xung hợp rồi. Vậy là chú cũng là hay theo dõi thường xuyên lắm ha. Theo dõi thường xuyên. Ông này á là con nuôi của bà Diệu Huyền. Dạ. Ông này ông giỏi cũng do nơi bà Diệu Huyền dưỡng dắt dắt lên, dưỡng dắt lên. Dạ. Bên Hào Quảng ca lương. Là anh nuôi hôm nay đông khán giả tới viếng đó cô chú anh chị, tụi em cũng đứng ở đây để quan sát, anh em chia nhau ra để quan sát, tại vì trong cái thời điểm này cũng rất là nhạy cảm ha cô chú anh chị ha. À, nhiều người lao sạch sạch gì đó nên là cũng rất là nhạy cảm luôn á. Thôi có lẽ là em xin phép tạm dừng video nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.